Trường thấy nó anh Trường. Ê thằng này hát rồi. Nó hát rồi. Ừ không kích được. Bữa nay cái hát chưa thấy đủ. Bữa nay hát trong trường hả? Hát luôn, đủ phải che mặt nó phải không? Phải che mặt nó. Ok, cứ vào thôi, cứ nhảy nhảy theo. Che mặt nó đúng rồi, quăng đủ mấy che mặt nó. Con quay rồi. Lại. Chơi này vui à, Đi rồi. Ma đâu đầu tôi này. Ê, đuôi giúp đỡ. Đâu rồi. Đúng rồi. Cho đi xuống luôn. Rồi ép góc nó. Đây. Rồi đúng rồi. Đây. Như con chó luôn. Rồi. Ôi. Thằng này nhiều chuyện. Nhiều chuyện. Má hài giống. Từ từ coi đâu nhiêu chuyện. Má nó vừa sạch cao rồi. Mà chừng nó dụ mình á, mình phải bắt được nó giống như bắt một con thú vậy. Nó tự chạy vô kìa. Quay. Đừng đừng đâm nó chứ. Ờ tại anh vô tình á. Đây đứng đây mới đúng rồi nè. Ok mấy anh kia ra, kìa mấy anh kia. Ê đứng dậy đi anh Trường, lát nó nhảy qua đầu anh đó anh được. Ờ anh Trường đứng rồi đúng rồi, nhảy ra đâu luôn. Anh nhảy qua đầu anh đó. Má này gì chơi sổ số hay gì vậy. đây mấy anh kia. Ấy. Ấy. Ủa. Ở nó ao rồi, nó giết người rồi, ao rồi. Yeah. Rồi giờ đúng rồi đó. Let's play. Còn F2. Đánh đề. Ủa nó giết ai vậy? Không biết giết ai á. Ông nó kêu ở thắt thì mày nè, nó giết người sao á. À. Rồi anh lên setup đi hút nha.